sẽ ăn cái mũi của mình đầu tiên. À nhầm, ăn cái môi dính vào mũi của mình đầu tiên. Bây giờ mình sẽ ăn và nói cho các bạn biết hương vị nhá. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, rõ ràng là miệng mình đã cấm mình bôi son rồi nhưng mình vẫn bôi. Trời ơi, mình hư quá. Thôi mình hư nốt hôm nay thôi, ngày mai mình không hư nữa. Ngày kia mình lại hư. Cháu đã bôi son bôi xiếc cái này, cháu không sợ hỏng môi à? Kệ cháu chứ. Thế mẹ cháu không dạy cháu là bé không được bôi son à? Chuyện của cháu có phải chuyện của cô đâu. Cất ngay cái son đi. Không cất. Cháu phải trang điểm để cháu đi chơi với bạn cháu cho nó đẹp chứ. Cô bảo thật nhá, cô là người lớn cô biết, để cháu cất cái son đi. Không mà nó hỏng môi đấy, hỏng môi là xấu lắm. Cất. Úi dồi, trông cháu trang điểm kìa, xấu mù luôn. Thế này cháu ơi, hay là cháu mua môi của cô đi. Môi của cô đẹp cực kỳ luôn. Cô sẽ bán cho cháu một cái môi cực đẹp, cực rẻ luôn nhá. Cho cô cái son, cô bán cho môi. Không, cô bị làm sao ấy? Sao lại bán môi của cô là thế nào? Môi của cô vừa đẹp vừa ngon, môi ngon lắm luôn cháu ạ. Ôi trời đây, ơi, môi đây. Cô có bị làm sao không? Hay là để cháu giúp cô, cháu giúp cô bệnh viện được không? Đây, đã bảo là môi của cô ngon lắm, vừa ngon vừa đẹp luôn. Tâm thần, cô nói thật đấy, làm gì cô có bị tâm thần là cô vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cháu môi của cô hôm nay không biết là mình dẫn phải cái gì, lại gặp người rõ chứ mình. Này, cháu ơi. Dạ? Cháu vừa bảo là cái gì đấy? Không, cô bảo nghe gì cái đâu. Gì mà rõ nhỉ? Cháu có bảo cái gì đâu. Cô bảo nhá, cô bán môi cho cháu rẻ cực luôn. Thôi, cháu không mua đâu. Môi ngon, tuyệt vời mặt trời luôn. Môi đỏ chót còn thật luôn. Thế sao? Thế cô bán kiểu gì? Chẳng lẽ cô cắt môi của cô ra cô bán chứ? Môi của cô là môi Nhật Bản. Ôi trời ơi, không biết bị làm sao thế này. Cô không bị làm sao cả. Môi của cô ngon lắm, cô mới lấy hàng về môi tuyệt vời ngon luôn. Cháu ơi, mua môi cho cô đi, cô lài lỉ cháu đấy. Cô cầu xin cháu hãy mua môi cho cô đi cháu ơi. Sao thì phải, chắc là cô ấy, hay là không phải môi của cô ấy thì là chắc là cô ấy cắt môi của người khác đi bán à. Rồi, chắc mình phải chạy thôi, cô ấy lại cắt môi của mình cô ấy đi bán đi chứ. Cháu ơi, ôi cháu ơi, đừng chạy. Ôi cháu ơi, môi của cô ngon lắm cháu ơi. Cháu ơi, dừng lại, cháu ơi, cô cầu xin cháu. Lại, cháu ơi, cứ bình tĩnh. Cháu có sao. Cô xin lỗi. Mày quá, mình chưa ngất. Cháu ơi, môi của cô là ngon lắm. Cháu mua môi cho cô đi, cháu ơi. Môi của cô ngon lắm, cháu ơi. Dừng. Môi của cô ngon lắm, cháu mua cho cô đi cháu. Cháu ơi, môi của cô ngon lắm, ăn môi cho cô đi cháu ơi. Cháu, mẹ cháu có mua cái môi rồi, cháu mà ăn môi cháu sợ lắm, cháu không biết môi nào. Cháu ơi, cô bảo này, cái môi này là môi cô mua ở Nhật Bản. Đây này, bây giờ cô lấy môi ra cho cháu nhá. Cháu cứ bình tĩnh, nếu cháu thích ăn cháu mua thì cháu mua, còn cháu không mua thì thôi nhá. Cháu cứ bình tĩnh, cô đi lấy môi cho cháu nhá. Nhá, cháu ở đây chờ cô nhá. Đây rồi, cô đây rồi, bây giờ cháu ơi. Ôi, cháu đừng khóc. Cô ơi, cháu ở bên này. Ừ. Cô ơi, cháu cầu xin cô đừng bắt cháu ăn môi. Cháu hứa với cô từ giờ trở đi không trang điểm nữa. Cháu sợ ăn môi lắm, tội nghiệp những người mất môi. Ô, cháu ơi, cháu đừng sợ. Bây giờ nhá, cô bảo này, môi cô bán, cô để hết trong cái hộp này. Bây giờ cháu cứ mở ra cháu xem môi thì cháu sẽ thích mà xem. Đây. Thế cô cắt môi người khác đi bán không, à? Không phải, cháu cứ mở ra mà xem, môi cực kỳ ngon luôn. Đây cháu đổ ra đi, ở trong cái hộp ấy, cô để hết trong cái hộp ấy đấy. À, cô bảo thật cháu đừng sợ. Đấy, môi của cô bán đấy. Ôi, hình như đây không phải là môi thật. Ờ,
đây không thật mà nè. Hình như là kẹo môi mà lại còn là kẹo xéo. Ý cô nói là kẹo môi mà, thế từ nãy giờ cháu cứ hiểu là cái gì. Sao cô không nói kẹo môi luôn đi, cô mà mua môi của cô cháu chả sợ. Thì ngày xưa cô học văn dốt lắm, cô đọc nước mắt thôi. Là cháu hiểu nhầm hả? Đấy kẹo môi đi, cháu mua cho cô đi nhá. Cái này mình thấy nhiều các bạn lớp mình ăn nhiều lắm rồi. Đúng rồi, trẻ con bây giờ thích ăn rất là thích ăn cái kẹo môi đấy đấy cháu ạ. Ngon quá. Ngon tuyệt vời không mặt trời luôn. Chắc ăn lắm nhưng mà mình chỉ có tiền thôi. Cháu mua cho cô đi cháu ơi. Cháu mua cho cô đi. Anh cô ơi cô. Ơi. Thế cháu cười xinh thế. Thế nào hả cháu? Ừ. Cô xinh thế này, môi của cô chắc ngon lắm. Cô xinh thế này, cô bắn môi chắc cô không lấy tiền đâu nhỉ. Ừ, cô xinh thì cô xinh rồi, nhưng cô bắn môi cô vẫn phải lấy tiền cháu ạ. Nhưng mà cô ơi. Ơi. Ui. Ui, cô ơi cô. Ơi. Cô nhìn đằng kia kìa. Ui, có một đống kẹo môi luôn, ai làm rơi kìa cô ơi. Không, cô biết là cháu đấy đùa rồi mà. Thôi mà cháu ơi, cháu cứ đưa tiền cho cô cũng được. Nhưng mà cháu làm gì có tiền. Thế thì cháu có cái gì để cháu cho cô cũng được. À hay là cháu cho cô cái thỏi son vừa nãy đấy cháu dùng đấy. Cho cô cũng được à, cô lấy cái thỏi son đấy rồi cô đổ cho mấy cái kẹo này. Trời ơi, mình đi ăn kẹo lắm nhưng mình vẫn yêu cái thỏi son môi đấy quá, không có thỏi. Thế thì trả kẹo cho cô đi, không có tiền thì đưa đây. Cô không bán môi cho cháu nữa đây. Cô không bán môi cho cháu nữa đâu. Thế thì đưa một trong hai cái, không là cô bây giờ là cô bắt luôn cháu về nhà cô đấy. Thế nào bây giờ cháu suy nghĩ kỹ chưa? Được rồi, thế thì đưa cô thỏi son ra đây. Rồi, cầm kẹo môi cho ăn nó cẩn thận nhá. Úi giời, một đống cái môi tha hồ ăn rồi thì làm sao mà phải khóc. Thôi, thôi cô đi về đây. Lần sau nhá, lại cô có cái đồ hàng khác thì cháu mua cho cô nhá. Cô đi về đây. Mất thỏi son rồi. Chán quá. Thôi kệ đi. Từ ra mình cũng được rất là nhiều kẹo môi. Ra ghế kia ngồi ăn. Ui, kẹo môi ngon quá. Thế mà cô kia cô cứ nói môi của cô đó là mình sợ hết cả hồn. Trời ơi, mình xem nào. Ui, mình nghe nói là cái kẹo môi này lắm luôn ý. Hồi hộp quá. Nhìn giống như hệt cái môi luôn. Xinh xắn thật đấy. Thôi chắc bây giờ mình phải bóc ra ăn luôn mới được. Các bạn ơi, các bạn nhìn nè, cái môi này có đẹp không? Mình thấy nó rất là đẹp luôn và rất là giống cái môi thật nhá. Các bạn ơi, chị chua này à, nếu như ai đã ăn cái kẹo môi này rồi thì hãy comment dưới video để cho mình biết nha. Giờ mình sẽ bóc ra nha. Đây là kẹo môi của Nhật Bản. Wow. Ôi trời ơi. Môi đằng này sao mà nó đỏ thế nhỉ? Trời ơi. Thơm quá. Thơm thật đấy. Ôi trời ơi. Nó cũng như kẹo. Kẹo đông á. Lấy khó quá. Ui, cái này nó dính lắm các bạn. Cặp mãi quá đi sao. Thì ra cái kẹo này nó màu đỏ. Ôi trời ơi. Các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho môi nhé. Ô, thôi đi nào. Con này có thể dính vào môi luôn nha các bạn. Bạn ơi, cái môi này màu đỏ chót luôn. Nhìn có vẻ rất ngon. Mình sẽ bóc trên hai chân nữa để dính vào mặt xem thế nào nhá. Đây, mình dính một cái vào trước. Mình sẽ bóc thêm nha. Còn mình sẽ dính vào bên này. Mình bóc tiếp một cái nữa nhá. Thứ ba, mình chính là mũi. Ý, các bạn nhìn mình thế nào? Các bạn nhìn nha, mình sẽ làm một lát. Mình cười không các bạn? Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thử những cái môi ở chốt này luôn nhá. Mình sẽ ăn cái mũi của mình đầu tiên. À nhầm. Ăn cái môi dính vào mũi của mình đầu tiên. Bây giờ mình sẽ ăn và nói cho các bạn biết hương vị nhá. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Nó ngọt ngọt và rất là thơm. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp đến cái má trái. À nhầm. Mình ăn tiếp đến cái môi dính ở má bên trái. Ui mình thích ăn cái kẹo này quá. Ngon ơi là ngon.
môi này đấy các bạn. Mình ăn tiếp một cái con cốm nha, ngon cực kỳ luôn nha các bạn nhá. Mất một nửa cái môi rồi. Cái môi này nó vị sâu rất là ngọt luôn. Còn hai cái này thì để tối mình về mình sẽ chơi một trò chơi với Ngọc Zumpy. Mình ăn nhằng cái đã hết ba cái rồi đấy các bạn ạ. Ngon quá. Thôi lần sau mình không đi đánh hon nữa. Mình nếu như mà lần sau cô ấy mà có mua ấy, mà cô ấy mà cứ bán nữa thì mình sẽ lại mua, thì mình dính vào môi đi chơi đỡ cần phải đánh hon. Ngon quá. Thế là mình đã ăn nhằng một cái, hết ba cái rồi các bạn, còn có hai cái thôi. Mình để về nhà mình tối mình sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị với Ngọc Zumpy. Thôi bây giờ mình về đây, bye bye các bạn nha.